Katy học hỏi lối chơi từ Doinmi, tiết lộ lý do Gam có khởi đầu chậm chạp. Katy mới đây đã giúp cộng đồng hiểu phần nào về việc Gam có phong độ bất ổn vào đầu mùa. Trong buổi talk show trên kênh của bình luận viên Hoàng Luân, tuyển thủ này đã chỉ ra lý do chính khiến đương kim vô địch VSET nhận nhiều trận thua theo cách vô cùng khó hiểu. Trong giai đoạn chuẩn bị, Gam liên tục thắng những trận đấu tập theo cách quá chóng vánh. Vì thế lúc vào giải thì bị ngộp bởi mọi thứ không giống như vậy. Trong tập luyện, chỉ việc đi đường thôi là biết thắng thua rồi nên tụi em chưa quen với cách di chuyển. Do đó, giai đoạn đầu thực chất là toàn đội chưa bắt nhịp được và có phần bị cóng. Nói chung là tại tụi em chen team á thì nói chung là cũng hy diệt, không phải hy diệt mà nói chung là cũng kiểu chen thắng nó mau á, còn vô đến giải thì nó không có như vậy. Nói chung là chen team đúng không, anh đi đường anh đại solo kill rồi. Vô giải thì nó không như vậy, xong rồi sau này kiểu di chuyển gì nó kiểu nó bị nó chưa làm quen á, rồi nên nó chưa bắt nhịp được, tức là nguyên một cái giai đoạn bị cóng. Tụi em cũng tập với các đội nước ngoài nhiều, từ Đài Loan cho tới những đội hạng 2 ở Hàn Quốc, Trung Quốc. Dù vậy, khi tập với các đội Hàn thì mới ra đúng chất, còn mấy đội Đài Loan ưu tiên đánh nhau đầu trận nhiều hơn. Sau giai đoạn trục trặc, toàn đội cũng đã họp lại tìm ra nguyên nhân và dần dần khắc phục được. Nói chung là tụi em trên với lại Đài Loan, Hà Nội VSET, với lại FCK, mấy cái đội hạng 2. Tiêu quanh này, nói chung là cũng mấy cái đội hạng 2, mấy cái đội đó. Những đội hạng dưới của FCK đúng không? Chơi Trung Quốc nữa, nói chung mà cũng chen mấy đội đó nhiều. Không, nói chung chỉ cái chen tụi Hàn là mới đánh ra đúng chắc thôi, còn chen rồi với lại Đài Loan thì tụi em kiểu là quýnh lộn nhiều á, cứ ra là quýnh lộn chưa hết là thấy thắng luôn hoặc là thấy thua luôn á, nên nó không có ra mấy cái tình huống mà kiểu di chuyển nhiều á. Thì sau này tụi em vô giải thì mới bị mấy ván đầu á thì thấy nó không có đúng. Như thường ví dụ như Kia đi, vô chen này lúc nào cũng sơ kêu top luôn. Rồi. Vô giải thấy đánh khá rồi, lúc đó là cái đầu mùa á, đây là em ví dụ thôi nha. Đó là đầu mùa nên là kiểu nó không có bị theo cái nguồn á. Xong rồi sau này tụi em họp lại thì tập trung hơn nên kiểu đánh giống như trong đánh giải luôn. Bây giờ tụi em đang quay trở lại. Nói về phong cách chơi ở đường giữa, Katy cho biết mình học hỏi và lấy cảm hứng nhiều từ Doinmi với lối chơi hỗ trợ đồng đội sang hai cánh thay vì tập trung farm hay áp đảo đối thủ cùng đường. Tuyển thủ sinh năm 99 cho biết lối đánh này thích hợp với VSET vì những pha giao tranh ở đường trên và đường dưới xảy ra khá thường xuyên. Với 6 trận thắng liên tiếp, Gam đang thực sự trở lại và cạnh tranh gắt gao cùng Secret và SBTC cho vị trí đầu bảng. Katy và các đồng đội tất nhiên vẫn đặt mục tiêu là vô địch và giành vé dự chung kết thế giới. Ngoài ra, đường giữa của Gam cũng mong muốn đội tuyển còn lại có suất đi Mỹ sẽ là SBTC.